Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục với phần riff và tôi chuyển sang cái là cái directory riff. Thì tôi mở cái file directory riff ra nhé. Thì trái với cái lệnh là profile riff, tức là mình sẽ đùng trong mặt bằng giá phát, thì cái lệnh là directory riff này các bạn sẽ là đùng vuông với mặt giá phát, và nó giống giống như cái lệnh extrude của mình như vậy á. Đương nhiên nó sẽ một số ưu điểm tôi trình bày ngay sau đây. Vậy thì bây giờ cái mặt sau này các bạn, tôi muốn dựng một cái gân tăng cứng với mặt sau này nhé, một cái gân hình chữ thập bình thường nó cũng được. Thì tôi sẽ để như thế này. Tôi tạo một cái mặt phẳng song song để tôi làm chuẩn trước nhé. Tôi lấy một cái mặt plane đi. Điều bên này nè, tôi đưa lên trên. Tôi nhìn nhìn là front và dễ nhìn nhé. Rồi tầm cỡ này tôi xem được chưa nè. Đặt ví dụ như vậy đi. Khoảng là 30 nhé. Rồi. Tôi vào cái lệnh là directory riff và tôi chọn mặt giải pháp dưới là cái mặt này các bạn, và sau đó tôi sẽ là sketch view nha. Cái này thì hơi khó nhìn nữa mà, tôi có thể là tôi để cái hướng nhìn là tôi quay hướng này nè các bạn, và sau đó tôi để cái kiểu là normal view ha, như thế này nhìn từ sau tới nó dễ hơn. Rồi bây giờ tôi vẽ, tôi chỉ cần vẽ đường thế này các bạn, chữ thập, thì các bạn thấy nha, tôi vẽ như vậy và tôi không hề quan tâm đến kích thước của nó. Tôi vẽ hai đường như vậy thôi, tôi ok và đi xuống các bạn. Thì các bạn thấy nè, tự động nó sẽ kéo dài hai cái đường gân của tôi vẽ đó tới như cái mặt biên của nó luôn. Và tất nhiên ở đây tôi chỉ việc là chọn thêm tôi là cái chiều dài của gân tôi cho được như là 4 ly nè. Trong tình huống tôi muốn bổ sung những cái góc vát thoát khuôn nè, bo tròn đỉnh râng gân, bo tròn đáy gân, tôi đều chọn được hết. Ví dụ tôi thêm góc thoát vào, tôi cho đây như là bao nhiêu độ đây, nó đang là 3 độ nha. Tôi muốn bổ sung cái lệnh round là bo tròn phía trên của cái gân. Tôi bo tròn phía trên cái gân bao nhiêu đây, giờ tôi sổ xuống nè. Đây tôi đang để bo tròn góc là 3 độ nha, này là 4 nè. Nên là tôi chọn là full round các bạn ha. Rồi tôi muốn gì bo tròn ở đáy luôn thì tôi để như vậy, tôi bo tròn ở đáy thì như là 2, rồi là 2. Tôi đồng ý. Rồi thấy đây, mình có gân rất là nhanh. Thì ở đây các bạn, cái điểm quan trọng đặc biệt có thú vị là chỗ là gì, các bạn không cần vẽ toàn bộ tiết diện các bạn nha. Các bạn thấy chỗ này nè, những kích thước mà định về cái gọi là cái chiều dài của cái gân á, bạn không cần định. Đương nhiên nếu như bạn muốn định về cái vị trí tương đối vậy, thì tôi giờ tôi vẽ hai cái gân, tôi không vẽ gân này nữa nha. Tôi vẽ như vậy mà tôi vẽ dụ như là một đường thế này, thì nếu như tôi cần định kích thước tương đối về cái vị trí á, dụ như thế này, thì tôi cần phải làm này thôi. Tôi chỉ cần để kích thước là từ tâm nè, dù từ tâm tính ra để ổn như là 20, anh này cũng vậy nha, từ tính ra là 20. Rồi ở đây thì dễ như vậy là được rồi, thì đúng ok mình các bạn. Đấy, đó là cái tùy chọn về vẽ là directory riff, đồng ý. Thế thì câu hỏi đặt ra là nếu như không có lệnh này thì cần biết là trước cái phiên bản Creo 3.0 á, là lệnh này nó không có, thì mình đã làm sao mình vẫn có thể dựng được nhưng một cách rất là thủ công bằng lệnh extrude. Thì tôi cho bạn có thấy thử luôn nha. Tôi nói là thực sự là gì, cái quan trọng của mình khi học phần mềm các bạn là cái cách dựng hình của mình, chứ không phải là cái công cụ trên phần mềm, mà là cái tư duy hình học của mình thôi. Thì dùng lệnh extrude tôi làm như sau, tôi dùng lệnh extrude nha. Rồi tôi cũng chọn mặt giải phát là cái mặt này, thì các bạn thấy rằng là cái lệnh profile trajectory của mình đó, nó cũng là đùng vuông mặt giải phát trên giống extrude thì này thôi. Extrude tôi chọn mặt này. Rồi tôi cũng giải phát nha, tôi vô sketch view nè, nằm như vậy thì khó nhìn quá. Tôi sẽ vô cái sketch này nè, tôi đổi hướng nhìn lại ha, tôi flip hướng nhìn lại đây. Ok, thì nếu extrude các bạn phải vẽ toàn bộ cái biên dạng của cái gân luôn. Nếu như tôi vẽ nha, thì tôi vẽ bằng cái đường này đi, tôi vẽ thế này. Các bạn thấy nè, vấn đề là làm sao mình biết cái vị trí nào là cái vị trí mà nó kết thúc cái gân, đúng không? Tôi vẽ đường line chỗ này nha, tôi vẽ đường line thế này, tôi vẽ đường line thế này. Rồi giờ đây đường nữa đi, thì làm sao tôi biết đâu là cái việc kết thúc của cái gân đó? Trong tình huống này các bạn phải dùng một chức năng là intersect để mình lấy cái giao tuyến của cái mặt giải phát và cái mặt cong này các bạn. Tại cái mặt này nó mặt cong mà, thấy không nè, cho nên là nó sẽ biến thiên khoảng cách từ đây nè tới đây nè, nó sẽ nghiêng, thì mình sẽ không biết chính xác được cái vị trí mà mình cần vẽ nó dừng ở đâu. Thì mình dùng cái chức năng là reference,
Và thay vì mình chỉ việc biết đối tượng thì bây giờ mình dùng chức năng exact, tức là mình sẽ tìm cái giao tuyến của cái mặt giải pháp của mình và mặt mình chọn. Exact ở đây mặt giải pháp là mặt nào nè, là mặt này đâu đúng không? Bây giờ tôi tìm giao tuyến nó với cái mặt này, nhìn thấy nè, như là một cái đường biệt việt thế này, tức là ở vị trí giải pháp của tôi nó sẽ dài với cái mặt côn này nè, tại cái đường tròn nhỏ nhỏ này. Thì mình có thể mình tham chiếu được rồi ha, thì có thể là bây giờ mình sẽ mình vẽ một cái circle từ đây nè, các bạn vẽ tới tới đây à, ok. Sau đó thì mình có thể là mình sẽ đi trim nó đi nha, tôi sẽ đi tôi trim nó đi, tôi trim anh này, tôi trim anh này, tôi trim anh này, trim anh này à, thậm chí là cả cái anh này và anh này. Rồi còn lại tôi chỉ bổ sung cái bán kính nữa thôi, cái chiều khoảng cách từ anh này ví dụ như là 2 ly, anh này ví dụ như là tổng vậy là 4 ly đúng không nè, tức là 4. Rồi chỗ đây thì nó còn dư chỗ nào nè, chứ nó chưa có ấy này nha. À nó à cái cung này tôi mới tôi trim máy thì nó chưa đủ dài các bạn. Thì tôi hay tôi cho corner luôn nha, tôi corner anh này với anh này, như là anh này với anh này. Rồi tôi có cái rip như vậy thì tôi đồng ý. Sau đó tôi làm gì đây, tôi cho nó đùng xuống các bạn, và đùng tới đâu nè, thì mình chỉ việc cho nó đùng tới cái mặt gần nó nhất thôi, chính là cái mặt là tool next surface ha, thì nó tự động kiếm mặt nào gần nhất nó dừng lại. Thì tôi đồng ý, tôi vẫn có một cái gân. Thì đây là cách dựng hình trước khi mình có cái lệnh là jittery drift, các bạn thấy ha. Thì nó khá là phức tạp, nhưng mà thông qua đó là mình biết thêm một số tự chọn khác nữa, ví dụ như là chọn exact, mình biết cái tự chọn là up to next trong cái extrude của mình các bạn. Rồi ngoài ra có một số trường hợp đặc biệt là mình có được có thể dùng được cả lệnh là profile rip hoặc là jittery rip luôn. Ví dụ bây giờ tôi muốn vẽ một cái gân đi từ cái mặt này qua cái thành bên đây, thì tôi sẽ dùng hai cách cho bạn xem thử nha. Tôi có thể dùng cái chức năng là profile rip. Thì profile các bạn nhớ là nó đùng trong mặt phẳng giải pháp, trên mặt giải pháp mình chính là cái mặt này. Rồi các bạn phải tham chiếu đúng, là vì sao, nó phải chọn chính xác cái mặt giới hạn của mình. Cho nên trong tình huống này các bạn phải reference chính xác bằng cách là các bạn chọn cái ông này đúng không nè, là một điểm nè. Rồi bên đây các bạn cũng là gì đây, lấy cái exact ha, với cái mặt này ha. Mình sketch view nè, rồi mình vẽ một cái đường line từ anh này tới anh này, nó hiểu cho mình rồi ha. Ok, sau đó mình đùng xuống nè, dù tôi cho là 4 ly. Nếu như mình muốn dùng cái chức năng là jittery rip, tôi vẽ bên đây đối diện bên đây nha, jittery rip bằng cách là tôi cũng vào cái lệnh là jittery rip, thì đùng vuông góc với mặt giải pháp, cho nên tôi chọn mặt khác là mặt này các bạn. Rồi tôi cũng vẽ bên này thì khá đơn giản nha, tại vì tôi không cần vẽ đúng, nó không cần chạm 2 mép gì hết, tôi chỉ cần vẽ cái định line, tôi vẽ đường nhỏ ở đây thôi. Thì tôi reference anh này trước nha, cho nó biết là nằm trên cái cạnh này. Sau đó tôi đồng ý, tôi vẽ đường nhỏ ở đây thôi, nó tự nó hiểu rồi các bạn, đùng cho tôi đủ rồi, tôi chọn là 4 ly thôi. Ok, và lên cái ưu điểm là gì đây, các bạn hãy cho một cái R và góc thoát được luôn ha. Rồi tôi hoàn thành bài tập này ở đây để các bạn thấy nè. Mình xác định mục tiêu là gì, nếu như không có lệnh jittery rip, mình vẫn dựng thủ công được bằng lệnh extrude, và trong một số tình huống đặc biệt thì mình thấy là gì, dùng được cả hai lệnh nếu như mình nhìn ra được cái điều đó. Rồi cảm ơn các bạn.